Mình xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình đang sửa chiếc xe Grande của hãng xe Yamaha này. Vâng, vậy thì trong quá trình làm ấy thì mình cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi của anh em là hỏi xem là gác độc lỗi của xe này nằm ở đâu, và nhiều khi ấy dòng xe này lại có hai cái rắc chẩn đoán lỗi. Đấy, một rắc là chẩn đoán lỗi của hệ thống FI. Đấy, một rắc là chẩn đoán lỗi của hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Cho nên nhiều khi anh em là rất là nhầm lẫn, hai là cáp thì anh em cũng cắm cũng bị nhầm. Đấy, cho nên là mình tiện hôm nay có chiếc xe này đây thì mình cũng hướng dẫn anh em là biết cách tìm cái rắc độc lỗi xe này ở đâu. Đấy, và dùng cáp nào ở trên bộ máy Mohitac cũng như là nói chung là bộ máy Motoken của mình anh em nhé. Vâng, trước tiên thì anh em phải biết là dòng xe này và đây này. Đấy, với đời xe này thì rắc độc lỗi nằm ở ngay trên mặt nạ của xe. Vâng, mặt nạ của xe thì anh em thấy ở đây nó không có ốc đâu nhá, không có ốc. Hai nữa ấy, là trước đây ấy, những cái dòng xe ví dụ xe Noza chẳng hạn thì anh em phải cậy cái biểu tượng này ra thì có ốc ở trong này, nhưng xe này là không có nhá. Xe này anh em đừng cậy ra, cậy ra lại phải gắn vào lại không có đâu. Đấy, và xe này chỉ có duy nhất một chiếc ốc nằm ở dưới mõm này này. Anh em tháo nó ra và anh em kéo lên nhá. Kéo lên và nhấc nó ra thôi. Mình đã tháo sẵn rồi, anh em bấm tháo ra là xong nhé. Đấy, cái mặt nạ này tháo rất đơn giản thôi nhé, anh em đừng tháo này nhé, không có gì trong đâu. Xe Noza là có nhé. Vâng, tiếp theo là rắc độc lỗi xe này thì nếu anh em nhìn thì bình thường anh em không quan sát thấy đâu cả. Đấy, anh em để ý khu vực dây này là khu vực này rất là hẹp, nào là một này. Đấy, hai nữa ấy, là anh em nhìn thoáng qua thì anh em không thấy rắc độc lỗi đâu cả. Vậy thì đây, đây là rắc độc lỗi của xe này thì nó cài ngay đây, đây đều là màu đen. Anh em nhiều anh em nhìn mãi không ra. Đây, anh em này, anh em thấy không? Đây nó có cái nắp đen này, anh em kéo ra này. Đấy. Vâng, đây chính là rắc độc lỗi hệ thống FI của xe này. Rồi mình kết nối thì anh em vẫn thông thường thôi. Anh em kết nối bằng cáp DLC01 cho mình nhá. Đây, cáp DLC01 để đọc lỗi hệ thống FI. Dòng Yamaha thì bao giờ nó cũng có cái sự phức tạp hơn dòng Honda. Đây thì rắc thì anh em dùng rắc đây, là những cái dòng mà đã có nguồn tại rắc độc lỗi anh em dùng rắc này nhé. Dòng Yamaha mà chưa có nguồn tại rắc độc lỗi thì anh em phải dùng cái rắc cái này, anh em cắm ví dụ CFI, du Peter FI và Novo FI vân vân nhé. Còn cái rắc mà Kalai màu vàng này cũng là Kalai nhé, đều là Kalai hết. Rắc đơn này thì anh em dùng cho dòng xe Suzuki này, SOE và Peugeot nhé. Rồi anh em kết nối này. Vâng, vậy thì dòng xe này là có rắc độc lỗi là có ngay tại nguồn tại rắc độc lỗi luôn, nên là cắm là lên điện luôn nhá, nguồn trước khóa anh em nhá. Đấy, có nguồn luôn, cho nên là anh em không cần phải cấp nguồn gì nữa nhá. Vâng, mình kết nối qua với xe này chút. Moto Scantac xin chào anh Nguyễn Đình Thiện, mời anh chọn chức năng từ menu. Anh em chọn Yamaha. Tìm xe tự động. Yêu cầu kết nối Moto Scantac với xe qua rắc chẩn đoán. Mình bật khóa điện, sau đó là bật khóa điện, làm theo đúng hướng dẫn ở trên máy. Scantac sử dụng cấp nguồn PN-MDB 08 Power. Rồi, tắt khóa điện. Tắt khóa điện nhé. Đợi 5 giây, sau đó anh em lại phải bật khóa điện. Vâng, mình vào thông số hiện hành. Đây là các thông số hiện hành ở trên máy. Để
Anh em thấy giao diện này rất là đẹp đúng không ạ? Cho màn hình sáng lên chút. Giao diện màn hình lần này rất là đẹp luôn anh em nhé. Đây mình để trên đây. Và anh em thấy màn hình V2.6 rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Đây là giao diện của dòng xe Yamaha. Tất cả mọi thông tin đã được hiển thị. Và đây là rắc đọc lỗi hệ thống FI. Đấy, để anh em không bị nhầm nhá. Đấy, và cách tìm ở đâu. Đây thì với này thì vẫn là dùng truyền thông Cali nhé. Đời sau này thì truyền thông Kenworth thì là rắc màu đỏ nhé, chân kim anh em nhé. Hôm nào mình gặp chiếc xe đấy thì mình lại quay lên để anh em nắm được nhé. Vậy thì mình sẽ làm video dần để hướng dẫn anh em chưa nắm được thôi đấy, bởi vì là không phải lúc nào mình cũng gặp chiếc xe như vậy đúng không ạ? Phải có xe thì mình mới làm được. Thì đây vẫn là truyền thông Cali bình thường thôi. Vâng, đây là dốc đọc lỗi hệ thống FI. Mình nói lại một lần nữa, anh em vẫn dùng cáp DLC01. Và nhớ là Yamaha thì cứ rắc ba chân này này là hệ thống FI nhé. Đấy. Anh em rút ra thì cái dòng này nó có cái nắp cao su. Đấy, nó treo ngay đây. Thì nó chỉ có một rắc thôi. Đấy, còn dòng mà anh em rút ra mà nó có dây Cali phía bên kia nữa thì anh em phải cắm cái rắc C ngược lại nhé. Đây này, cái rắc C này, đây này, cái rắc xanh xanh này. Đây này, đây này. Đấy, Cali 2 này. Đấy. Thì anh em cắm ngược lại nhé, cắm ngược lại cái rắc mà anh em rút ra nhé. Rồi, xe quay làm sao anh? À vâng, đợi em tí nhé. Khách đang đợi mình hơi mấy người, anh em thông cảm nhé. Mình cố quay nốt video này để cho xong đã. Vâng, tiếp theo là một chiếc rắc mà rất nhiều anh em cũng nhầm không hiểu như thế nào cũng cứ đi kết nối với rắc này. Vâng, dòng Yamaha thì mình nói rồi, xe có hệ thống chống bó cứng phanh ABS thì anh em nhìn thì nó sẽ có thêm một cái rắc này nữa này. Đây. Ngay trong thùng yên luôn. Vậy thì rắc này nó có một đặc điểm là nó có 4 dây anh em nhé. Đây. Đây, nó có 4 dây và nó cũng có cái nắp đây này. Rắc vuông này anh em này. Anh em nhìn này, đấy rắc vuông này có 4 dây nhá. Đây. Đấy. Thì rất nhiều anh em cứ nhầm cứ tưởng đây rắc đọc lỗi của hệ thống FI, không phải đâu nhá. Đây là đọc lỗi của hệ thống ABS. Vậy thì bây giờ mình sẽ dùng cáp DLC02. Đây, cái cáp này là nhiều anh em chưa có đâu nhá. Những xe Yamaha đời sau này là dùng truyền thông Kenworth anh em này. Đấy, truyền thông Kenworth. Đấy, chuẩn OBD2. Đấy thì cáp này là vừa đọc hệ thống FI thì anh em đọc bằng cái rắc đỏ này, trên kim bên này nó có một cái cục để nó phát sóng bluetooth lên đồng hồ đấy, anh em phải rút cái cục ra nhá. Cái chân của nó có màu đỏ đấy, anh em nào mua máy cho mình thì mình cũng đều chụp hình ảnh hết rồi, anh em hỏi mình sẽ gửi cho nhá. Đấy thì nó chân màu đỏ, anh em rút cái cục ra đấy thì cắm cái rắc này nhá. Đây là cáp đọc chuẩn truyền thông Kenworth chuẩn OBD2. Thế còn cái sợi cáp OB, cái sợi cáp mà DLC02 này anh em còn đọc cả lỗi hệ thống chống bó cứng phanh ABS luôn, thì đây chính là cái rắc màu trắng này anh em này. Đây 4 dây này. Đấy. Thì anh em kết nối với đây cho mình. Rồi. Đấy thì mình nhắc lại nhé, đây là rắc để đọc mã lỗi hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Một mình rút rắc DLC01 rồi đã. Vâng, anh cứ lấy ghế ngồi đây anh. Vâng, đây là cáp DLC02. Cáp này 500.000 một cáp nhá. Mình biết là anh rất nhiều anh em là chưa để ý cáp này đâu. Là rất nhiều anh em là thiếu cáp này nhá. Bao giờ anh em dùng đến đọc những xe truyền thông Kenworth, Moto Kentap ấy thì anh em mới lại biết được những cái cáp này, thì anh em lại mới hỏi ấy.
Thế thì xem được video này thì anh em chưa có thì anh em cũng liên lạc với mình gửi cho, để sau này khi xe vào mình cũng có cáp để mình đọc luôn nhé. Nếu không thì nó lại rất là nhỡ việc đúng không ạ, lại mất khách. Đấy, vì gì là vì là không có cáp thì không đọc được đúng không ạ. Đấy thì anh em nhớ nhé, đây là cáp đọc mã lỗi hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại. Đấy, anh em thấy khách chỗ mình cũng đang đợi, cũng thông cảm mình đang làm dở video anh em. Đây là mình cũng phải làm nhanh thôi. Rồi mình quay trở lại màn hình chính này. Rồi mình vào hệ thống chống bó cứng phanh ABS đây. Anh em bấm vào đây. Anh em chọn Yamaha. Đợi đi. Vâng, anh em chọn xe Grande. Vâng, Grande 2019. Đấy thì anh em thấy với cái kiểu kết nối này thì anh em thấy là rất là rõ rồi. Đúng không ạ? Đấy. Sử dụng các DLC ABS Yamaha PN MTB 08 DLC 02. Cấp nguồn cho motor Scantab, sử dụng cấp nguồn PN MTB 08 Power. Đấy và anh em thấy cái cáp ấy, nó có cái đặc điểm là nó có những cái dây mà trước đây anh em cái cáp lẻ đấy, anh em thấy là nó có cái ký hiệu từng dây một là H B E L đấy, và cái rắc của nó màu vuông này, anh em nhìn này, rắc vuông này. Và bây giờ thì công ty làm rắc là cắm luôn, không cần phải kết nối rắc lẻ như trước nữa. Đấy, đặc biệt là thêm một cái rắc là đọc những xe truyền thông Kenworth màu đỏ đấy, vừa rồi mình nói đấy anh em nhé. Đấy, ví dụ như mình đọc mã lỗi. Đấy, ví dụ đây có các mã lỗi này anh em này, xe này là có này, đấy. Mã lỗi 15, nội dung mô tả chi tiết, biết gặp cập nhật tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe phía trước, gợi ý sửa chữa, lỏng kích. Đấy, vậy thì trong xe này là có những cái lỗi của xe này. Đây là những cái lỗi. Lỗi 25 này. Mã lỗi 25. Nội dung mô tả chi tiết. Lỗi tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe phía trước ECU không nhận được xung hoặc xung không liên tục trong khi xe đang chạy. Đấy. Gợi ý sửa chữa. Rồi, mình quay trở lại này. Mình xóa lỗi luôn cho khách hàng này. Xóa mã lỗi thành công. Mình thử đọc lại xem còn không. Vẫn còn đây này, vẫn còn mã lỗi này. Đứt hoặc chập mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe phía trước. Nội dung mô tả chi tiết. Đứt hoặc chập mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe phía trước. Gợi ý sửa chữa. Lỏng tiếp xúc kém ở rắc cắm nối. Hoặc đứt chập mạch dây. Hoặc lỗi cảm biến. Hoặc lỗi khối điều khiển điện từ hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Rồi, đấy thì anh em tham khảo nhé. Đây còn có các giao diện như là xóa lỗi ACU như vừa mình xóa này, kích hoạt này, reset cơ cấu chấp hành này. Video này mình giới thiệu nhanh thôi. Đấy để anh em nắm được nhé. Đây vì mình cũng khách hàng đang chờ đợi rất là đông rồi, cho nên mình không làm được nữa. Đấy thì mình chỉ giới thiệu qua. Đấy, đây là video giới thiệu về rắc đọc lỗi hệ thống chống bó cứng phanh ABS cũng như là rắc đọc lỗi hệ thống FI. Và anh em phải dùng cáp nào để anh em nắm được nhé. Có thời gian thì lúc nào đến cái phần xe, dòng xe mà có hệ thống cáp mà dùng cáp DLC02 nhưng mà đọc những xe truyền thống Kenworth ấy, đây này, thì mình lại tiếp tục mình quay tiếp để anh em nắm được nhé. Vâng, mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.